Em xin kính chào tất cả mọi người nhé. Buổi sáng hôm nay nhà em có một cái đơn tôn phong ngoái 200m2 tôn Vina màu đồng của đời 2004. Đấy, thì cái dòng tôn ngoái này em đã giới thiệu với mọi người rất là nhiều những cái video rồi. Tuy nhiên thì có một số những cái câu hỏi mà mọi người hỏi về cái dòng tôn phong ngoái này. Đầu tiên là cái câu hỏi về giá thành. Thì như mọi người biết này, cái máy này nhà em là máy cán đa năng nhé, tức là cán nguyên liệu đầu vào ấy, mình có thể lựa chọn bất kỳ cái nguyên liệu loại tôn nào, cho nên nó không phải bên em chỉ có một cái dòng tôn cố định như mọi người. Nên nó không có cái giá cố định, bởi vì bên em sản xuất là rất là nhiều các hãng tôn khác nhau, như là Vina, Hoa Sen, Đại Tiên Độc, Hòa Phát, Việt Pháp này, hàng mấy chục loại tôn cơ. Nên giá thành của nó rất là rộng, nên em chỉ có thể nói cái khoảng giá thôi. Thì đối với dòng tôn này, cái khoảng giá từ cái dòng tôn bên em bán ấy, dòng thấp nhất ấy, nó rơi khoảng 90.000 đồng. Cái dòng cao và tầm gọi là trong cái dạng phổ thông ấy, thì nó rơi vào khoảng 160.000. Còn nếu mà những cái mặt hàng mà nó cao đặc biệt ấy, thì nó có thể cao hơn chút nữa. Và đặc biệt là dòng tôn này nhà em cũng có tôn xốp luôn. Dòng tôn xốp thì nó sẽ đắt hơn so với tôn một lớp này, nó rơi vào khoảng 60-80.000 đồng. Nó thêm cái xốp với cả cái lớp dưới bạc để mọi người biết. Còn về cái tôn 6,56 thì em đã giới thiệu rất là nhiều mọi người rồi. Tôn này là cái dòng tôn đang là cái dòng tôn có tính năng ưu việt nhất trên thị trường này. Bởi vì với cái thiết kế 6,56 này, nó tạo ra một cái dòng tôn có khổ rộng khoảng độ 1m tròn, lớn nhất trong cái dòng tôn thông ngoái hiện nay. Và cái gờ đỡ sóng bên phải này, cái gờ này có từ gấp mép này, thì nó cũng tiện lợi cho cái việc thi công, cầm nắm thi công dễ dàng, cũng như là tăng cái độ cứng cho cái mối tiếp giáp trong cái tấm lợp ấy. Và đặc biệt là nó có thể lợp được từ hai phía, lợp trái qua phải hoặc là phải qua trái. Ở trên đó thì mọi người nhìn nó có cái rãnh chống tràn hai tầng đấy, cái gờ cái gân ấy, nó tạo thành hai cái rãnh chống tràn để hai cái vách để ngăn cái việc nước mưa mà nó khi nó bị mưa xiên ấy, hoặc là nước mưa nó đầy quá nó tràn qua, thì cái rãnh này nó gọi là rãnh chống tràn hai tầng, nó giúp cái việc là nước mưa không thể tràn qua được. Và trên thực tế thì cái dòng cái tôn này em này đã khẳng định là chắc chắn là không bị giọt nước mưa. Còn một số cái vấn đề mà em đã trực tiếp gặp mà cũng như là nhiều người quan tâm, đó là khi bên em giao hàng đến cho khách hàng ấy, thì có một số khách hàng phản hồi là cái dòng tôn này sao nó lại có một số người thợ ấy, người ta lại kêu là tôn mềm. Thì thực chất là cái dòng tôn ấy, nó có độ mạ, lớp mạ bây giờ tôn lạnh người ta mạ hợp kim nhôm kẽm, trong cái thành phần của lớp mạ nó có tỷ lệ nhôm, thì nó sẽ làm cho tôn dẻo hơn so với cái dòng tôn kẽm. Cho nên là trên thị trường bây giờ tôn mà chính hãng ấy, thì cái loại tôn nào mà nó cái độ mạ AZ của nó càng cao thì nó càng dẻo, cho nên là chất lượng nó dẻo mới là tốt, chứ không phải là tôn cứng mới là tốt mọi người nhé. Cứng thì đa phần là tôn thành phần tôn trong đấy nó có kẽm nhiều. Ví dụ như cái dòng bên em có một cái số cái dòng như dòng AZ100 chẳng hạn, thì nó mềm hơn cái dòng AZ50. Và cái dòng tôn kẽm thì rất nó cứng mà gần như chúng ta không thể bẻ được luôn. Nên mọi người đừng nhầm lẫn cái việc tôn cứng mới là tôn tốt nhé. Nếu mà so về chung cái dòng tôn thì chúng ta không thể khẳng định được gì, nhưng mà ví dụ như chúng ta so chung cho một cái dòng tôn chính hãng nào đó, thì cái dòng tôn nào mà mềm hơn thì em khẳng định là chất lượng tốt hơn, bởi vì trong cái thành phần của nó có nhiều nhôm hơn đấy. Nhôm nó chính là cái thành phần giúp cái tôn này nó giải tỏa nhiệt nhanh này, cũng như là bảo vệ cái tôn chống ăn mòn, chống oxy hóa tốt hơn. Đối với cái dòng tôn sóng ngoái này, nhà em này tạo hình nó ra cái mũi sóng như quý vị thấy là nó khá là cao, và cái khoảng cách giữa cái sóng này nó nhấn, cái mũi nhấn của nó cũng khá là sâu ấy. Cho nên là lời khuyên của em dành cho mọi người khi mà mua cái dòng tôn này, tôn phong ngói Ruby này, nói chung ấy thì chúng ta nên chọn những cái dòng tôn chất lượng, những cái dòng tôn có độ dày lớp mạ AZ, thông số AZ ấy, thì nó từ 50 trở lên, và thì nó sẽ đảm bảo cho chúng ta là việc khi chúng ta nhấn này, thì cái độ chịu biến dạng của cái tôn nền ấy, nó không bị làm cho tôn bị mất cái kết cấu đi, và nó bị bung, hoặc là nó bị kiểu như là nó bị dạn ấy. Đấy là một cái lưu ý mà chúng ta khi mà chúng ta làm những cái dòng tôn kém chất lượng quá mà chúng ta đi ăn chạy thì trong ngói thì nó hay bị gặp hiện tượng như vậy. Và những cái mũi nhấn này nó sẽ có hiện tượng là chóc sơn hoặc là dạn ra. Đấy là một cái lưu ý. Đấy, có một cái câu hỏi nữa là em hay thường nhắc tới là mua dòng tôn Ruby Vina ở bên em thì nó tiết kiệm được rất là nhiều.
thì mọi người bảo nó chỉ hơn nhau có vài phân một tấm ấy, thì tiết kiệm cái gì. Thì thưa mọi người là cái dòng tôn này thì thường được nợp với những cái công trình mà nó có nhiều mái, thì mỗi mái chúng ta nợp nó sẽ cần đến một số lượng tấm nhất định, ví dụ như là một cái mái 5 mét chẳng hạn nhé, thì chúng ta sẽ cần 5 tấm tôn bên em. Nhưng đối với cái dòng tôn trên thị trường nó rơi vào khổ rộng khoảng 90-95 phân, chúng ta phải đốt có cái trường hợp ta cần đến 6 tấm, vì 5 tấm nó mới có 4,5 mét, vẫn còn thiếu nguyên 50 phân, chúng ta không thể dùng bò để bịt được khoảng 50 phân, mỗi bên sẽ bị hở mất 25 phân, nó rất là lớn. Nên là trong trường hợp đó thì rõ ràng chúng ta phải mua thêm một tấm rồi, một nửa mái một tấm thì hai mái là phải là 2 tấm đấy, nó hơn nên rất là nhiều. Và một cái công trình có thể chúng ta có nhiều những cái mái như vậy, mỗi mái nó bị thiếu hụt một chút thì nó sẽ đội cái giá thành lên rất là cao, mà chúng ta vô tình chúng ta không hề để ý. Em không khẳng định là cái dòng tôn như em là tiết kiệm nhất trên thị trường, nhưng mà em sẽ khẳng định là cái dòng tôn nào có độ rộng khả dụng lớn nhất ấy, thì nó sẽ rẻ nhất, tiết kiệm nhất cho chúng ta. Và hiện tại thì bên dòng tôn bên em này đang là cái dòng tôn có độ rộng khả dụng lớn nhất. Một số những cái lưu ý thì em đã giải thích với mọi người về một số câu hỏi mọi người hay hỏi ấy. Còn đối với sản phẩm bên em thì cắt độ dài theo yêu cầu này. Một đơn chúng ta có thể tính toán những cái số liệu để chúng ta đưa qua bên em để bên em cắt độ dài theo yêu cầu, và chúng ta chỉ việc thi công thôi. Và thêm nữa là bên em miễn phí vận chuyển tận nơi cho mọi người. Rất là đa dạng các sản phẩm để mọi người lựa chọn, đa dạng sản phẩm giá thành. Tất cả các sản phẩm bên em đều là những cái sản phẩm nội địa chính hãng, có bảo hành đầy đủ, bảo hành chống ăn mòn thủng và chống phai màu, thấp nhất là từ 5 năm trở lên. Nên mọi người yên tâm về sử dụng về dòng tôn Vina, mua tôn tại tôn Vina được rất là nhiều quyền lợi, chắc chắn là hàng chính hãng, cam kết là hàng chính hãng. Bên em không kinh doanh hàng giả hàng nhái. Còn giá thành thì nó phụ thuộc vào túi tiền của mọi người, mọi người có thể lựa chọn cho nó phù hợp. Tuy nhiên thì đến với tôn Vina thì mọi người sẽ được tư vấn những cái sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của mình, với cái nhu cầu của mình, tránh mua phải những cái việc là mua phải hàng hóa nó sai cái nhu cầu ấy, dẫn tới là chúng ta có thể là lại phải nập lại hoặc là rất là gặp những cái khó chịu trong cái quá trình sử dụng. Quý khách có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với tôn Vina qua các cái số hotline em để cái dòng chữ chạy nhé, hoặc là số hotline 0942 791033. Tôn Vina sẽ tư vấn, hỗ trợ và báo giá cho mọi người, quý khách về các cái sản phẩm tôn một lớp, tôn số 3 lớp, hoặc là ống hộp mà kém, vân vân. Em xin chào mọi người nhé. Em xin kết thúc cái video ở đây ạ.